Chào mọi người again nha. Hồi nãy á, mình nói chuyện tới đâu rồi? Cái hôm lên trên YouTube á, thì mình nghe mấy em YouTuber chỉ cho mình về cái BKT gì đó, là bật kiếm tiền đó, rồi sơn móng tay móng chân gì đó, để lại lời nhắn đó, là những cái từ nói chuyện với nhau đúng không? Chị đâu có biết đâu, thì không biết thì mình hỏi đúng không? Nhưng mà tại vì mình chậm hiểu cho nên có mấy em á, chị nghe mấy em nói á là trời ơi, chị không có biết cái gì hết mà chỉ lên chỉ làm YouTube quá trời người view luôn. Thiệt sự chị cũng không biết tại sao nữa, không biết tại sao mình thích làm YouTube nữa. Có thể là chị nghĩ đơn giản thôi là mình có một cái sân chơi trên YouTube nè, mình kết nối bạn bè nè, hang khắp nơi đó. Rồi một phần nữa là chị quay video làm kỷ niệm, chị bỏ lên trên đó để chị cho gia đình coi, bạn bè coi, rồi làm quen với mấy em nè đúng không? Cho nên chị mới quay nhiều được với mấy em đúng không? Đó thì có em chơi chị á, chắc là chị lớn tuổi lắm rồi đó. Đúng rồi, chị lớn tuổi rồi, chị tới hai đứa con lận đó. Con chị á hả, thì chắc nhỏ tuổi hơn tụi em, nhưng mà có điều á, hồi cỡ tuổi tụi em á là chị rất là xông xáo mà rất là năng động, chơi đá banh chơi thể thao cái gì chị cũng chơi á, chơi toàn những cái mà của con trai không, mà giống như là đá banh nè, rồi cũng có nhảy dây chơi với bạn bè, rồi đánh lộn cũng có luôn, rồi đánh lộn thời đi học nha, đó hồi đó hăng máu lắm, rồi chơi cò cò cũng có chơi, rồi chơi đánh cầu lông trong câu lạc bộ quận 10 cũng có chơi đó, rồi nói chung là có nhiều cái, rồi chơi tạt lon, rồi chơi tạt nút quen, chơi tạt bao thuốc, rồi chơi bắn bi, lấy dép tạt á, trời ơi dép nó mòn nó hư hết trơn, vậy bị la quá chừng luôn, xúc dép xúc này kia, rồi chơi đá banh không có mang dép, cởi dép ra đi chân không chạy đạp miếng chai thấy không, rồi chơi bắn bi, đủ thứ trò để mà chơi hết, chơi thả diều, tự làm diều chơi luôn, cho nên cái gì chị cũng biết chút chút. Rồi chị cũng có học học đàn guitar, cũng có đánh trống đó. Rồi hồi đó bạn chị nó cũng rủ làm thành cái nhóm nhạc, nhưng mà lúc đó chị học ở quận 5 á, nhưng mà chị không có nhập chung nhóm. Với lại bây giờ á, thiệt sự bây giờ á, thì chị cũng quên đánh đờn ra làm sao, đánh trống ra làm sao rồi, cái này phải tập lại thì mới mai ra còn còn đánh được đúng không? Bây giờ lớn tuổi rồi chậm chạp lắm rồi, không có như mấy em, chị đâu hiểu đó. Còn mình lớn tuổi cho nên đầu óc mình nó bị đông đá rồi, bên đây lạnh lắm đó, có khi trừ 29 độ là bình thường, thường ngày là trừ 19 độ. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là ngày thứ tư rồi, giữa tuần rồi. Mọi người có khỏe không? Hôm nay mọi người làm cái gì? Ăn sáng hết chưa? Thì hôm nay cái đề tài của mình á là mình muốn
cho mọi người đi chung với mình đi ngắm cảnh mây trời. Hôm rồi mình nói chuyện về trên đời có bốn cái ngu đúng không? Là mai lãnh nợ gác cô cầm chầu đúng không? Bây giờ á thì có người hỏi là bốn cái khôn là cái gì? Trên đời có bốn cái khôn. Cha hơi khó nghe. Thì hay phải suy nghĩ mới được. Bốn cái khôn hả? À, được, nghĩ ra rồi. Không nghe, bật lỗ tai lại. Ai nói xấu mình, cãi người ta, miệng người ta mà, đừng thèm nghe, đúng không? Người ta nói gì cãi người ta đi. Thí dụ người ta nói mình xấu, mình đâu có xấu thêm. Hay là người ta nói mình tốt, mình cũng đâu có tốt thêm. Đó. Rồi người ta nói già thì dĩ nhiên rồi. Mình tuổi mình già thì người ta nói già thì ok. Người ta trẻ nhưng mà rốt cuộc người ta cũng sẽ già thôi. Đúng không? Đâu có ai trẻ hoài được. Nó trẻ hơn mình tại vì nó sinh sau mình. Mình sinh trước nó thì dĩ nhiên là mình già trước nó rồi. Ừ, đúng không? Hay không nghe cái người ta là cái khôn thứ nhất, không thèm tranh chấp. Cái thứ hai không thấy. Ừ, tại sao không thấy? Mở mắt nhìn mình mà không thấy gì? Không phải, không thấy có nghĩa là người ta chỉ trỏ mình hay là người ta tụm lại nói này nói kia mình, đúng không? Nó là nó lén đi, người ta tưởng mình không nghe nhưng mà mình nghe trơn à, thôi kệ nó cho qua, chuyện nhỏ như con thỏ. Ừ, đúng không? Thì coi như mình không thấy đi, đúng không? Ừ, chết rồi, hồi nãy giờ mình không có biết là cái audio nói chuyện làm sao đây cha nội ơi. Sao bây giờ, chà hơi nguy hiểm ha. Thôi kệ nó, cứ nói luôn đi. Rồi nó tới đâu rồi ta? Ừ, không thấy phải không? Thì thí dụ đi, mình thấy người ta quánh lộn. Đừng có xen vô nghe. Quay lại. Trời ơi, tôi đâu có nhờ bạn bên tôi đâu. Ai nhờ bạn gì bằng rảnh quá hả? Trời đất ơi, chuyện của vợ chồng tôi khi không bạn nhào vô, bạn bình, bạn đánh chồng tôi. Tôi thương chồng tôi lắm chứ bộ. Bạn thiệt là cái đồ quỷ sứ. Bây giờ bạn tính làm sao? Ghét quá. Hai vợ chồng quảnh mình tới tấp luôn. Ừ, đúng không? Đừng có xen vô. Mà mình thí dụ thấy bất bình á thì mình gọi, mình lấy cái phone, mình gọi police, mình gọi cảnh sát để mà họ can thiệp đó, để cho người chồng có đánh người vợ nhiều quá hay người vợ đừng có quánh người chồng nhiều quá, đúng không? Đó là cái thứ hai. Không ấy thôi mà tự nhiên cái mình xen vô, cái mình bị đòn,
Trời ơi, đòn đó là đòn quan đó. Là cái thứ hai phải không? Còn cái thứ ba là không nói. Nhưng mà mình đang nói là mình chưa có khôn, đúng không? Nếu mà mình khôn hết thì mình vẫn còn phải học hỏi, đúng không các bạn? Đó, thì bây giờ á là không nói là sao? Người ta nói mình người ta nói mình trời ơi mày xấu quá, trời ơi mày tào lao quá, trời ơi mày chảnh quá, Người ta nói gì người ta nói, mình im lặng, đúng không? Bây giờ người ta nói là yên lặng là vàng, cho nên mình thôi mình im lặng đi, mà biết sao không mấy bạn, bây giờ vàng đang lên giá đó, thấy không? Cho nên mình im lặng đi là mình nhiều tài sản lắm, đúng không? Mình im lặng được thì tốt đó. Thì ta chê mình cái người ta không thèm nghe, người ta chỉ trỏ mình mà không thèm thấy, đúng không? Người ta chửi mình không thèm nói nhịn, đó là ba cái khôn rồi, đúng không? Còn cái khôn thứ tư thì là hơi khó kiếm đó. Cho nên em đây sẽ kiếm cho mấy anh chị nghe nè. Vì sao không? Nãy giờ mình nói chơi nha, mình đổi giọng mình nói chơi một chút xíu cho nó nhẽo nhẽo một chút nha. Bây giờ nói chuyện đàng hoàng nè. Bây giờ cái khôn thứ tư là biến gì không? Cái khôn thứ tư là bốn cái răng khôn. Người ta nói bốn cái khôn thì bây giờ mình kiếm ra bốn cái răng khôn. Thì bốn cái răng khôn nó mọc trên hai cái, ở dưới hai cái, đúng không? Thì nó làm cho sau này mình dễ bị nhiễm trùng khó chịu lắm, mà nó lại khó, nó trong đây nó khó giữ vệ sinh, phải cẩn thận lắm mới được, đúng không? Thì mình làm sao nhổ hết đi. Hơi bốn cái răng luôn, bảo đảm không có sao hết. Nhưng mà bạn phải đến nha sĩ có uy tín, văn phòng có chất lượng, an toàn là vệ sinh y tế chứ không phải vệ sinh thực phẩm đó. Rồi thì bạn nhổ bốn cái răng không nó đi, đúng không? Rồi tại vì nếu mà bạn để bốn cái răng khôn thì nó sẽ ảnh hưởng mấy cái răng kế một bên, nhiều khi nó mọc xiên, mọc lệch hay nó dựa vô, nó làm mình đánh răng không được, mình bị sâu răng đó. Nhưng mà bây giờ mình nhổ hơi bốn cái hơi đau đau, đúng không? Làm sao về mình ăn đây đó. Thì bây giờ thôi mình nhổ trên cái dưới một cái một bên đi, xong nó lành cái mình nhổ tiếp bên đây thì về mình ăn được bên đây, đúng không? Hay không? Đó là bốn cái răng khôn. Bốn cái răng khôn đó là nằm ở thứ tư, mình xếp hàng vô thứ tư luôn, là mình đủ bốn cái khôn luôn rồi đó. Kha 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 kha, thấy đứa em này có dễ thương không? Nói chứ nhiều khi trong cuộc sống có nhiều cái nó không được vui, nó rất là rắc rối, nó rất là phiền, buồn phiền. Mọi người ai cũng vậy hết, mình biết. Cho nên nhiều khi mình á, cái tánh của mình á, nhiều khi mình cũng nghiêm túc lắm, mình cũng khó khăn lắm. Nhưng mà mình đôi khi mình làm những cái video nó vui vui, nó hơi nói chuyện téo téo một chút để mà mình trò chuyện với mọi người, để mà mình vui vẻ với nhau, đúng không?
Chứ không phải là action. À, trời ơi, mình gặp được mọi người chắc vui lắm hen. Giống như trải qua cái thời gian này á, ai cũng nhớ nhau hết đúng không? Không có ai mà được đi ra ngoài nè, không có ai được làm cái việc mình thích hết, không có được tự do nữa đúng không? Thôi ráng nha mọi người, chúc mọi người một ngày vui vẻ, mạnh khỏe, nhớ giữ an toàn. Bye.